giả của kênh Khám Phá To Be, Thùy Dung rất vui khi được gặp lại quý vị trong số phát sóng lần này. Quý vị và các bạn thân mến, tất cả mọi người là khác nhau. Chúng ta có chiều cao khác nhau, tỷ lệ cơ thể khác nhau, nhưng nhìn chung tất cả chúng ta đều trông giống nhau. Điều đó đã khiến chúng ta có thể nổi bật giữa đám đông. Tuy nhiên thì những người mà chúng ta sẽ nói đến trong video ngày hôm nay thì trông họ rất khác biệt, bởi vì dường như họ không thể hòa nhập với thế giới xung quanh. Bởi vì sao, quý vị có biết không ạ? Bởi vì những người chúng ta sẽ nói tới sau đây là những người có bộ phận cơ thể cực kỳ dài. Hãy cùng Khám Phá To Be cùng tìm hiểu ngay sau đây. 10 phần dài nhất trên cơ thể. Một, lưỡi dài nhất. Cũng không phải là quá cường điệu khi nói đến loài thằn lằn cũng phải chào thua Adrian Rees về độ dài của chiếc lưỡi. Adrian Rees, 22 tuổi, sống ở Twin Lakes, bang Michigan, Mỹ, có lưỡi dài tới 4 inch, tương đương với 10,16cm. Adrian đang chờ xem liệu mình có được ghi vào danh sách kỷ lục Guinness hay không. Cô có thể chạm lưỡi không chỉ vào mũi, cằm, khuỷu tay mà đáng kinh ngạc nhất là cả mắt. Khả năng đặc biệt của Adrian đó là bắt đầu gây được sự chú ý từ giới truyền thông khi bức ảnh chiếc lưỡi của cô được đăng tải và chia sẻ rộng rãi trên mạng. Vốn đã có gen lưỡi dài từ gia đình, nhưng hồi nhỏ, Adrian thường đã có thói quen làm mặt xấu và thè lưỡi trêu đùa mọi người, nên lưỡi của cô cũng phần nào phát triển dài hơn bình thường. Cách đây 2 năm, Adrian bắt đầu biểu diễn các trò với lưỡi của mình và chia sẻ trên trang cá nhân xã hội YouTube. Kể từ đó, tiếng Anh của cô nàng ngày càng được nhiều người biết tới hơn. Hiện tại đang giữ danh hiệu chiếc lưỡi dài nhất thế giới là anh Nick Stotmer, sống tại California, Mỹ. Với độ dài lên tới 9,9cm nên có lẽ danh hiệu này sẽ sớm thuộc về Adrian. Trong tương lai không xa, hiện tại Adrian đang có thể liên hệ với tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới để xác nhận khả năng của mình. 2. Bộ móng dài nhất. Bạn nghĩ sao khi vòng tay ra sau lưng mà vẫn gãi được cả gót chân? Ông Sridha Chidan, 83 tuổi, đã không dùng kiềm cắt móng tay cho tay trái của ông kể từ năm 1952, được đưa vào danh sách kỷ lục hồi năm 2016 và là người có móng tay dài nhất trên thế giới trên một tay. Đàn ông sở hữu số móng tay có chiều dài cộng lại thậm chí bằng chiều dài của một chiếc xe buýt Zurich. Mối duyên nợ để ông Chidan gắn bó với bộ móng quá khổ bắt đầu cách đây 66 năm. Một giáo viên đã mắng ông vì đã vô tình làm hỏng móng tay của thầy. Người thầy ấy đã nói với Chidan rằng ông sẽ không bao giờ hiểu được việc nuôi được một bộ móng tay dài khó khăn như thế nào. Cậu học sinh 14 tuổi thời điểm đó đã quyết định thách thức bản thân, xem liệu móng tay sẽ dài tới mức nào bằng cách không động tới kéo cắt. Sử dụng loại cưa đặc biệt, bác sĩ đã lấy được sợi móng tay của ông Chidan. Quá trình cắt bỏ báu vật này đã kéo dài trong vòng 20 phút tại bảo tàng Ripley Libley Is or Not. Ở quảng trường thời đại, khi được cắt bỏ, bộ móng tay của ông đã dài tới 9.096m. 3. Bộ tóc dài nhất. Thông thường, tóc sẽ ngừng phát triển sau khi đạt tới mức từ 1 tới 1,5m. Nhưng chắc chắn bạn sẽ rất đỗi ngạc nhiên khi biết đến người đàn ông Ấn Độ này có bộ tóc dài nhất là 20m. Javi Zabai Jaswa dành rất nhiều công sức để chăm sóc cho bộ tóc đặc biệt này. Cứ 2 ngày một lần, ông lại mất 3 tiếng đồng hồ để gội đầu. Hàng ngày, ông phải tuân theo chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt. Ông chỉ ăn chay, ăn thức ăn nhà nấu và cố gắng tránh xa những thực phẩm cay nóng. Sau mỗi lần gội đầu, ông đều phải ra đồng để hong khô cho tóc. Nhờ những đứa cháu nâng bộ tóc dưới ánh nắng mặt trời, ông Jaswa đã có thể ngồi dưới bóng cây để phì phèo thuốc. Nói đến mái tóc dài, chúng ta không thể nhắc đến ông cụ Trần Văn Hay ở Kiên Giang. Ông từng đã được ghi danh vào danh sách kỷ lục Việt Nam với danh hiệu người có mái tóc dài nhất Việt Nam. Đặc biệt, ông Hay bắt đầu để tóc từ năm 25 tuổi. Lý do ông không cắt vì mỗi lần cắt, ông đều bị ốm rất nặng. Kết quả sau hơn 50 năm trời không cắt tóc, mái tóc của ông dài hơn 6,8 mét, nặng hơn 10kg. Năm 2010, ông Hay đã qua đời. Trước khi mất, ông đã để lại bộ tóc này cho con cháu để làm kỷ vật. 4. Bộ râu dài nhất. Với bộ râu dài gần 7 mét, ông Ritha, 59 tuổi, sống tại Bikaner, Rajasthan, là người có bộ râu mép dài nhất trên thế giới.
Giza cho biết ông bắt đầu nuôi dâu từ năm 1985. Giza cực kỳ cẩn thận với bộ dâu của mình. Ông dành tận 3 tiếng mỗi ngày để tiến hành chu trình chăm sóc, cắt tỉa và xoa dầu dưỡng cho dâu. Giza cho biết nuôi dâu dài tới 7 mét không phải là chuyện dễ dàng. Mỗi năm Giza đã chỉ rửa dâu có một lần. Ông dùng dầu dưỡng để thoa lên dâu, sau đó dùng chanh và hạt tiêu đen để làm massage cho dâu mềm mượt. Mặc dù rất yêu dâu, chính ông Giza cũng đã phải thừa nhận rằng ông gặp rất nhiều những khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Ông không thể ăn thoải mái như trước, ông không thể ăn kem hay những món ăn không được với thìa vì dâu rất có thể sẽ bị bẩn. Nhưng bù lại, ông lại rất vui vì có rất nhiều ngưỡng mộ bộ dâu của ông. Nếu nói đến dâu mà bạn lại nghĩ đến đàn ông thì có nghĩa bạn chưa biết đến người phụ nữ có dâu dài nhất. Cô Jessica, 29 tuổi, sống ở Las Vegas, Mỹ, có bộ dâu dài tới 29,2cm nên cô được mọi người là quý cô có dâu. Người phụ nữ có dâu cho biết, trong những sở thích của cô là trải chuốt bộ dâu những lúc cô không ôm, rắn cưng hoặc là làm trò dọa mọi người. Năm cổ dài nhất. Danh hiệu này thuộc về một bộ tộc chứ không riêng gì một cá nhân nào đó. Đó là tộc người có cổ dài Kayan, nằm trong khu vực vườn quốc gia Chiang Mai, Thái Lan. Khi đến đây, các du khách sẽ phải ngạc nhiên trước những hình ảnh những người phụ nữ đeo vòng bằng đồng cành cổ, cổ tay và đầu gối, mắt cá chân. Đây là truyền thống đã có từ rất lâu đời của người Kayan. Theo phong tục, khi bé đã lên 5 tuổi hoặc là 7 tuổi sẽ bắt đầu đeo chiếc vòng đầu tiên và những chiếc vòng này sẽ được đeo vào thêm khi đứa trẻ sẽ lớn lên. Cho tới tận năm 25 tuổi, phụ nữ càng lớn tuổi, số vòng càng nhiều hơn và chiếc cổ dường như càng cao thêm. Sự thật là cổ của họ tự nhiên dài ra mà sức chịu nặng của những chiếc vòng đè lên đôi vai làm cho các đốt sống cổ ngày càng giãn ra. Trung bình, mỗi người phụ nữ Kayan sẽ đeo trên cổ số vòng có khối lượng từ 10 tới 12kg hoặc là hơn. Thậm chí có một số phụ nữ ở đây có cái cổ dài tới 25cm với hơn 20 chiếc vòng nặng trịch. Đầu, khi mới đeo những chiếc vòng này, họ cũng cảm thấy rất khó chịu, giống như bị thiết cổ. Nhưng sau khoảng một thời gian chung sống với lũ, họ cũng dần thích nghi và không hề thấy phiền. Tuy nhiên, họ rất sợ mùa hè, nóng nức bởi vì những chiếc vòng này hấp thụ một lượng nhiệt cực lớn nên những người phụ nữ này phải thường xuyên chầm mình xuống sông nhằm hạ nhiệt cơ thể. Sáu, đôi chân dài nhất. Bạn nghĩ lợi thế của một người phụ nữ sở hữu đôi chân dài là gì? Hãy cùng xem người phụ nữ có đôi chân dài nhất trên thế giới, cô gái đến từ Nga, Ekaterina Lysina, đã sở hữu đôi chân dài nhất trên thế giới với chân trái là 1,33 m và chân phải là 1,32 m. Không chỉ vậy, cô gái 31 tuổi này còn đặt danh hiệu nữ người mẫu chuyên nghiệp cao nhất hành tinh với 2,06 m, tự thừa nhận được thừa hưởng gen đến từ gia đình. Lysina cho biết bố cô cao tới 1,96 m, mẹ cao 1,85 m, còn em trai cao 1,98 m. Trước kia, Lysina từng bị trêu chọc vì thân hình quá khổ. Lớn lên, cô quyết tâm theo nghề người mẫu, đồng thời tham gia đội bóng rổ tại Nga Olympic 2008 và giành huy chương đồng. Được ghi danh vào danh sách kỷ lục Guinness, Lysina cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Cô hy vọng danh tiếng sẽ giúp bản thân phát triển sự nghiệp. Bảy, lông tai dài nhất. Ông Rahakan Baipai, 50 tuổi, lần đầu tiên lọt vào danh sách kỷ lục Guinness năm 2003 sau khi đánh bại người giữ kỷ lục lông tai dài nhất trên thế giới, trước đó là Bidi Thai Agi, đến từ thành phố Bhospa ở miền trung của Ấn Độ, với chùm lông tai dài tới 10,2cm. Vào thời điểm đó, lông tai của ông Baipai chỉ dài tới 13,2cm. Nhưng càng ngày thì lông tai của ông Baipai càng dài thêm và giờ nó đã dài tới 25cm, gần gấp đôi so với chiều dài cách đây vài năm. Ông Baipai thường sử dụng một loại dầu gội đặc biệt để vệ sinh cho chùm lông tai. Hiện ông đã từ bỏ thói quen đeo khuyên tai hay là vòng cổ để không làm ảnh hưởng tới những sợi lông. Tuy nhiên, người đàn ông 50 tuổi này đã tỏ ra khá là bất bình khi chính phủ đã không đánh giá đúng thành tích đáng ngưỡng mộ của ông trong xã hội. Ngược lại, họ lại tỏ ra thành kiến với những chiếc lông tai dài bất thường.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Để cập nhật những video mới nhất và thú vị nhất của Khám Phá Tubi, các bạn đừng quên hãy nhấn nút đăng ký kênh và nút chuông ngay bên cạnh để cập nhật những video mới nhất nhé. Mình rất mong sẽ nhận được những lời đóng góp ý kiến của các bạn ở bên dưới phần bình luận. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.